Thưa quý vị, trong thời gian qua, với việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và nhân văn như chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng Người Có Công, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã khẳng định vai trò của tổ chức hội và trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ở chi bộ phụ nữ Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, chi hội đã thường xuyên tổ chức đến thăm mẹ liệt sĩ Trần Thị Sị, 94 tuổi, và tổ chức đám giỗ cho liệt sĩ Lê Sự, là con trai của mẹ. Tại đây, mâm cơm tri ân được các chị quay quần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Hàng ngày, các hội viên cũng thường đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc để mẹ sống vui, sống khỏe. Xem đây là trách nhiệm của mỗi hội viên đối với các gia đình chính sách và người có công. Với cái ban chấp hành phụ nữ, các quả hội viên của chị hội phụ nữ thôn Lệ Sơn A là thấy của hoàn cảnh của mẹ liệt sĩ rất là nêu đơn, rất là thấm đậm tình, cho nên là tình nguyện, nghĩa là mình sẽ nhớ những anh liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc mà để lại bây giờ bà mẹ, cho nên là tự mình xung pha để mà đánh mà quan tâm và cũng như những cái ngày lễ, những bữa mà vén tối bóng con để cho bà đỡ buồn, để cho bà vui. Từ những phần việc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa nhân văn thiết thực, không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với các gia đình chính sách và người có công, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Liên hiệp phụ nữ của xã cùng với các chi hội là cũng thường xuyên đến hỏi thăm, động viên, giúp đỡ những cái gia đình có công cách mạng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn của xã. Thì qua cái hoạt động này thì đảng ủy xã cũng đánh giá hết sức là cao cái công việc tổ chức nhằm tri ân có những cái hoạt động. Uống nước nhớ nguồn là hoạt động được các cấp hội phụ nữ tổ chức thường xuyên, giúp cán bộ hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc hơn truyền thống cách mạng cao đẹp, lịch sử hào hùng đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường đoàn kết gắn bó giữa cán bộ hội viên phụ nữ để cùng nhau thi đua phấn đấu xây dựng phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.